Hello tất cả các anh nhá, lại là em đây. 26 Gaming và bây giờ em xin phép Aran Raven là con nhà mi búp để xem Aga mi búp ăn xem liệu lên được cấp không nha các thầy nhá. À, lên được cấp có thể. Liệu xem được bao nhiêu phần trăm của cấp tiếp theo và được những vật phẩm gì nhé các thầy nhá. Các thầy hãy theo dõi cùng em. Em ăn Even cá vạn trước nha các anh nhé. Này đứng giữa ông Ba Lang huyện luôn, giữa sư giả môn phái luôn. Em đứng ở đây em ăn xem được cái chim mô. Sau khi kết thúc 1.000 cái event ca vạn thì event ca vạn thì tốn mất 2 ca vạn và một túi nguyên liệu để sử dụng cho các thầy nhé. 2 ca vạn thì em được là 3 dương hiệp cốt mảnh này, 33 cái lễ bao lắc này và 120 linh vật và 120 linh vật đua tốt bang hội và cá nhân và 20 cúp vô địch, hai tiểu túc chi ngoa và 5 tiểu 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 cầu chi y. Bây giờ em bắt đầu em ăn tiếp tục là event event su, các thầy cùng xem nhé các thầy nhé. Ồ, rất ra có vẻ rất nhiều lệnh bài nhé các thầy. Đứng chỗ này nghe thấy hợp cầu đấy, vào cầu đấy các anh ạ. Vào cầu đấy các anh ơi. Vào cầu lệnh bài là tối đấy, chúng mình lại có lệnh bài để đánh anh ạ. Vào vào cầu lệnh bài đấy, thêm lệnh bài đấy, cần lệnh bài. Ok, sao lại dừng, nên đi chứ, đúng rồi, nên đi, tiếp tục đi, tiếp tục đi, đúng rồi, tiếp tục đi, cái nữa đi, 9 cái đi cho nó mát mẻ tình cảm anh em nó lên nào. Ui giời ơi, bực kệ mình đấy khổ ạ. À, bây giờ em ta xin phép tổng kết này. Để em gom lại cho nó dễ nhìn cái đã nào. Ồ, ác này này, nó đói tinh hồng của thầy ạ. Giờ em tổng kết nha. Đua top bang hội cá nhân này thì 120 120 thì cũng được thêm lại 120 nữa. Thêm 4 dương hiệp cốt mảnh, 100 vạn bảo châu, 6 mộc nhân. Mặt lạ thì em ném mẹ cho nó nhẹ nhàng. Xem là bao nhiêu thiết là hắn đây. Ồ, con này ít thiết la hán nhỉ. 5 sao 2 thủy tinh, 5 thiết la hán, 8 lệnh bài boss, 2 quế hoa tiểu, 6. Ô, con này còn không có ấy luôn coi. Con này oảng rồi, con này oảng rồi. Con này là oảng rồi. Con này oảng rồi, con này oảng rồi. Rất ít. Mẹ sao con này hẹo thế nhỉ? Em tổng kết lại nhá. 5 chung 14 tiểu bộ bổ huyết hoạt huyết dưỡng lão này, 4 bí kíp này, 7 lến này, 2 quế hoa tiểu này, 6 tiên thảo lộ thường này, 1 dương hiệp cốt mảnh này, à trang bị này, 2 thiên sơn, 8 lệnh bài boss, 5 thiết la hán, 22 sơ đề, 6 mộc nhân, 100 vạn bảo châu. Tổng em tính tổng luôn nhá. 7 mảnh dương, 48 bao lắc, 58 cúp, 5 sao, 1 tinh hồng, một huyết chân đơn 200 triệu, 2 thủy tinh, 29 tiểu cầu chi y và 32 tiểu cúc chi ngoa, 240 đua tốt bang hội và cá nhân. Thế con này là bị oảng được lại mỗi lệnh bài rồi các thầy ạ. Có đâu oảng mẹ hết toàn phần rồi các thầy ơi. Ô, buồn nhầy. Buồn nhầy. Con này buồn nhầy. Thế thì thà ua con nhà bà thua à. Chuột bạch thế này là oảng ôi, là oảng ôi. Hẹn cái thầy vào clip tiếp theo để ăn event tiếp theo của các xe tiếp theo các nhà thầy nha. Bye bye các thầy.